đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc các bạn có những thông tin thật thú vị và những giây phút thoải mái cùng với chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh cũng như bấm vào nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức gì. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ đến với những tin tức hot nhất trong ngày. Lương Bằng Quang động viên bạn gái Ngân 98 khi bị lộ clip nhạy cảm. Trước clip nhạy cảm bị tung trên mạng xã hội, Ngân 98 và bạn trai lên tiếng xin lỗi đến gia đình và bạn bè, mong mọi người hãy thông cảm bỏ qua. Giữa ồn ào bị lộ clip nóng, Ngân 98 được bạn trai nam nhạc sĩ động viên, chuyện gì cũng sẽ qua, hãy yên tâm có anh ở bên cạnh em. Ngân 98 lên tiếng giải thích lý do quay clip nóng. Hơn một ngày qua, cơn dân mạng đang truyền tay nhau đoạn clip nhạy cảm của Ngân 98. Và mới đây, trên trang cá nhân, người hâm mộ bất ngờ thấy dòng trạng thái của Lương Bằng Quang chia sẻ, kèm đoạn vlog ghi lại lời giải thích gửi tới cộng đồng mạng. Mình thấy nó không nghiêm trọng lắm, vì tài sản lớn nhất của mình là cô ấy, vẫn là của riêng mình ngày nào thì trọn vẹn ngày đó. Clip xin gửi những người thương yêu và có niềm tin ở hai đứa. Anh khẳng định chuyện của bạn gái không quá nghiêm trọng. Trong clip với tiêu đề Cuộc sống là vậy, chân thành và thật thì dễ sống nhất, giọng ca chính em khẳng định hy vọng qua lời giải thích này, mong người thân bạn bè sẽ hiểu rõ mọi chuyện và sẽ không chất vấn khi gặp cô. Cụ thể anh nói Ngân 98, anh cũng không biết chia sẻ clip này để làm gì, nhưng anh thấy nó cần thiết để tốt cho em, để thật rõ ràng và họ sẽ thấy con người thật của mình. Rất nhiều người suy nghĩ đủ chiều, có người chỉ trích, có người nói rằng đó là sự cố ý, nhưng anh biết, với tính em trước giờ không muốn giải thích bất kỳ ai hết. Ở trường hợp này nó thực sự ảnh hưởng trực tiếp tới mình, nên anh nghĩ nó sẽ cứu vãn vấn đề một chút. Thay vì ba mẹ, gia đình và ngay cả anh cũng hỏi thắc mắc này, nên anh nghĩ giờ sẽ giúp em giải thích đến mọi người. Trước những lời chia sẻ của bạn trai, hot girl ngực hủng lên tiếng giải thích. Cái này quay một năm hoặc hơn một năm rồi, lý do tại sao quay là vì mình thích thôi. Cái sở thích của em chắc ai nhìn vào hay chính em cũng từng nghĩ biến thái, nhưng thiệt sự mình cũng có mà không dám nhận thôi. Nó không hại đến ai, nhưng cho đến khi bị phát tán thì nó vô tình khiến những người không chủ đích bị khó chịu. Còn những bạn cố tình xem hay share thì mình không còn điều gì để nói đến nữa. Ngân 98 khẳng định việc làm của mình, nói ra sợ mọi người ném đá, chứ thực ra rất bình thường, tại vì Ngân đã chuẩn bị tinh thần gần như một năm rồi, biết sẽ có ngày cũng bị lộ ra vì liên tục bị họ tống tiền về clip. Ngân không biết anh Quang bên trong như thế nào, nhưng chắc là buồn lắm chứ, nhưng anh Quang vẫn im lặng động viên an ủi, chuyện gì cũng sẽ qua, anh sẽ luôn bên em. Tối qua Ngân cũng nói chia tay anh Quang, nhưng anh cũng không chịu. Cả hai đã gửi lời xin lỗi đến mọi người, chân thành xin lỗi đến người thân, gia đình của cả hai đứa. Tại vì hai đứa giờ cũng như một, có chuyện gì thì hai đứa sẽ chịu trách nhiệm. Người thân của Ngân, người thân của Quang, bạn bè riêng của cả hai rất là xin lỗi mọi người để sự cố này xảy ra. Nhưng mà mọi người hãy yên tâm, tình cảm giữa Ngân và Quang rất bình thường và có thể là yêu thương nhau nhiều hơn nữa qua sự việc này. Tụi mình rất ổn về tinh thần, sức khỏe và thậm chí cũng đang đi du lịch, nên thành thật xin lỗi mọi người. Ngân 98 lộ đoạn clip nhạy cảm sau gần một năm mất điện thoại. Vừa qua, đoạn clip nhạy cảm của một cô gái trẻ được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội. Bạn gái Lương Bằng Quang xuất hiện với hình ảnh uốn éo, tạo dáng vô cùng phản cảm khi trên người không mảnh vải che thân, khiến ai nhìn thấy cũng ngán ngẩm. Được biết, khoảng gần một năm trước, bạn gái nam nhạc sĩ bị cướp giật một chiếc điện thoại có giá trị. Trong điện thoại có nhiều ảnh và clip nhạy cảm riêng tư đã bị lộ ra ngoài. Cô bộc bạch, điện thoại bị mất, tôi không cài mật khẩu, bên trong có ảnh riêng tư của tôi. Kẻ lấy trộm điện thoại đã tạo nhiều tài khoản Facebook, gửi các hình ảnh của tôi và đòi tống tiền, nhưng tôi không dại mắc bẫy của kẻ xấu. Tôi chấp nhận bị lộ clip nóng, tôi đã chuẩn bị tâm lý xấu. Nếu các hình ảnh và clip bị phát tán, tôi công bố việc này trước để dư luận không bị sốc nếu trường hợp xấu xảy ra. Ngân 98 liên tục bị uy hiếp, dọa tung hình ảnh và clip để tống tiền 300 triệu đồng. Đến thời điểm hiện tại, mặc dư luận chỉ trích nhưng Ngân 98 tỏ ra vẻ bình thường, vui vẻ bên bạn trai trong chuyến du lịch. Không chỉ thế, giọng ca chính em cũng cho biết vụ việc bạn gái bị lộ clip nóng là điều anh biết trước. Nhưng Lương Bằng Quang ở bên cạnh, động viên an ủi. Điều này cũng khiến những người tỏ ra khá bất ngờ khi anh sẵn sàng hy sinh và nghe lời chỉ trích từ cộng đồng mạng.